tuổi trẻ Nông Bình náo nhiệt, nhộn nhịp, ồn ào, hăng say với lại ngày lễ tình yêu. Bên cạnh là một cái cửa hàng bán bánh nè. Đây là cái chỗ mà họ bày bán bông đây. Không biết một bó bao nhiêu, chắc khoảng là 10 đồng, 15 đồng. Cái đường có một cái cửa hàng cũng bán bông mà nó đông đúc hơn, nó lớn hơn. Có người mua, giới trẻ đa số là giới trẻ. Đây có một cái cửa hàng bán mì nước 5.000 riêng một tô. Cái cửa hàng chỗ cái gì? Chỗ bóng bông này ở ngay cái ngã ba, đông đúc, đẹp đẹp không? Mấy cô gái này mua bông tặng cho người yêu chắc. Các cô gái trẻ này chuẩn bị còn đẹp không? Bông này chắc họ nhập từ Thái Lan chứ không biết về Việt Nam không. Người trẻ này bông lỗ tai mà có một cái sỏ có lỗ tai, cái khoen thì chắc là cũng thuộc loại thứ dữ rồi. Mà đẹp quá, họ có gắn tiền nữa nè, tiền 1.000 riêng, không biết họ gắn này là cho cái người mua bông hay nữa. Bông này màu vàng, bông bướm. Nó có vẻ trẻ. Yep.